Hello, what's good? It's your boy, Jockey Nguyễn. Yeah, baby. Chào mừng các bạn trở lại với channel của tôi. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay, đây là một cái gọi là một cái video mà tôi nghĩ là tôi rất là tự hào đến thời điểm hiện tại luôn á, là đây là một cái video mà tôi không hề gọi là mong đợi ở bất kỳ một cái khoảng thời gian nào cả. Trên A Color Show, trên A Color Show đó, hiểu không? Và chúng ta có Su Boy trên A Color Show. Come on man, let's go. Oh my god. Và chúng ta có Su Boy và bài hát Best Friend trên A Color Show. Đây là một trong những cái mà làm tôi rất là kiểu sáng tôi vừa mới ngủ dậy, tôi bật YouTube lên thì tôi thấy cái video này luôn, kiểu tôi kiểu let's go. Ok, không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta tới với phần reaction luôn. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi và các bạn thật sự là một fan cứng của Suboy thì hãy đừng quên nút like và nút subscribe cho cái video này nhé, để cái reaction video này được đến nhiều người hơn. Và hãy đừng quên check qua TikTok và Facebook, Instagram của tôi nhé. Ok, vì tôi là một cái fan cực kỳ cứng cựa của Suboy luôn. Tại vì cái bài hát Best Friend này là tôi đã nghe trong cái album, cái bản audio trước đấy của Suboy rồi. Bài Best Friend và cái bài Lava là hai cái bài tôi thích nhất trong cái album đó luôn. Thì tôi không nghĩ có một ngày nào đó mà thấy Suboy xuất hiện với cái bài hát này ở trên A Color Show luôn. Tại vì tôi rất là thường hay xem Color Show của những rapper cũng như là những cái nghệ sĩ từ nước ngoài. Và theo tôi được biết là đây là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên A Color Show luôn. A Color Show đó. Oh my god. Ok, không có thời gian nữa, chúng ta tới với phần reaction thôi. Cái bài hát này tôi đã nghe rồi, nhưng mà tôi không biết là trên A Color Show thì có thay đổi gì không. Nhưng mà ok, let's go. A Queen of Rap của Việt Nam mình, đối với tôi là như vậy ha. Và nếu mà các bạn không để tên Suboy trong cái top 3 rapper Việt Nam của mình, trong cái danh sách của mình á, thì tôi không biết các bạn đang nghĩ gì nữa. Ok, tại vì sức ảnh hưởng của Suboy kiểu ảnh hưởng đến nguyên bộ mặt của hip hop Việt Nam, âm nhạc Việt Nam nói chung, thì nó quá lớn rồi. Ok, let's go. Oh my god, Suboy. À quên, always stay hydrated guys, hashtag always stay hydrated. Hãy nhắc nhở những người xung quanh chúng ta uống nước nha. Và các bạn cũng hãy uống nước đi, thù quên quá. Look at that race. Ôi, cái bộ đồ kia, cái bộ đồ áo dài kia, let's go. Oh my god. Ô, nhìn xịn vậy. Việt Nam represent man. Đây là một lần nữa tôi phải kiểu rất là respect cho Suboy khi mà diện một cái áo dài rất là oh my god. I'm your best friend, baby. Not another girlfriend, baby. I'm your best friend, baby. More than just a girlfriend. Nếu như không có anh, con đường này vẫn hẹp, thương trường này vẫn đẹp. Và bây giờ tôi em lép kẹp, mà cái gì em cũng lép, và cái mồm nó vẫn nhép. Còn sống em mới rap, không lần nào để xé nhá. Và thì em thích vẫn kép flow, em là yes yo, không còn hối đâu yeah, I'm the best yo. Nhưng mà về tới nhà anh đâu có cần cầm dép đâu. Giờ cho em thấy nụ cười dưới bộ mép. Bro, I'm your best friend, baby. Tiếng piano kìa. Another girlfriend, baby. I'm your best friend, baby. More than just a girlfriend. Let's go, Suboy. Khói đi qua với gió thổi, rồi đi đem thêm miếng mồi.
nắng đôi vai với dáng ngồi, tiếng nói trói qua tai trong tưởng hồi. Nghe thấy baby em có vui không, trong cái đống tiếng Việt lộn xộn của anh. Họ khuấy sâu mong cho biển động thật mạnh, và để lúc đó biết em có anh. Và nếu như không có anh, chuyến tàu này có thể trễ gốc rễ vài chục năm. Người ta trong lớp mất kiên nhẫn nhiều lần, được anh ôm ấp em đừng lao thân vô vòng xoay bao la. Lê vali ra khuya tân sân ga, dù là California hay là Casablanca, nhịp tim Việt em mang theo thành ngôi nhà, đừng bao giờ quên mặt trời từ Africa. Tiếng piano kìa. Thời gian chờ, 'cause I'm tired being mad. Trên đường luôn có nhiều điều không ngờ. Would you take me by your hands? 'Cause I love myself today. I'm better than okay. 'Cause I love myself today. Would you love me anyway? Và nếu như không có anh, có khi đời quá bi để cứ lo thị phi. Rồi có khi người cách ly vì không khoe hình tứ chi, làm biến như là bác cho người mét tư. Khi em buồn chỉ cần ly cà phê sữa đá với vị đắng ngầm như vừa vừa thấm. Giọt nhựa nồng lại chúc vần ta lại gần một chút. Hay quá. Ai cho là trái cấm đâu có thu gì nắm mọc sau mưa. Ôi giấc mộng ban trưa. Best friend baby, not another girlfriend baby, maybe I'm your best friend baby, more than just a girlfriend baby. From day one, best friend. Damn! Let's go, Superboy! Let's go, Superboy! Oh my god! Oh my god! Oh my god, Superboy! Cái cảm giác đầu tiên, khoan nói về bài hát đi ha, cái cảm giác đầu tiên của tôi là cái cảm giác tự hào á. Tại vì như ở đầu video tôi nói là tôi không, ý là ở thời điểm hiện tại tôi chưa có nghĩ, chưa có mong, chưa có expect là sẽ có một cái nghệ sĩ nào từ Việt Nam sẽ xuất hiện trên Color Show. Thì cái việc mà thấy được một nghệ sĩ của Việt Nam vừa là một rapper nữa, đem dòng nhạc hip hop lên là Color Show. Oh my god. Kiểu thật sự tôi rất là vui luôn á, và kiểu rất là tự hào khi mà Việt Nam mình cuối cùng cũng đã có một nghệ sĩ xuất hiện cho là Color Show. Và là Superboy nữa. Đối với tôi, Superboy là một trong những cái người mà mang lại rất rất là nhiều cái sự ảnh hưởng đến nền âm nhạc Việt Nam nói chung và hip hop Việt Nam nói riêng. Và tôi nghĩ là Superboy xứng đáng với cái việc này, và đối với tôi, Superboy lúc nào cũng nằm trong top 3 gọi là những cái rapper Việt trong danh sách của tôi cả. Và như tôi nói, nếu mà Superboy không có nằm trong top 3 rapper Việt trong danh sách của các bạn á, thì ok. Còn về bài hát đi ha. Về bài hát thì như tôi nói là cái bài Best Friend này tôi đã nghe trong cái album trước đấy của Superboy rồi. Nên là cái bản này làm tôi khá là bất ngờ. Tôi cứ tưởng là sẽ mang nguyên một cái bản gốc lên đây luôn, nhưng mà không, sẽ bài này hát trên cái tiếng piano. Thì khoan nói về cái lyric đi ha, về cái flow thì đối với tôi là shit, kiểu
rất là chắc chắn là tôi sẽ ngồi tôi nghe lại sẽ tầm 5-6 lần thì nó cái bài này luôn thề. Còn về cái lyric thì đúng là những cái bài hát của Suboy á dạo gần đây thì không phải dạo gần đây mà trong khoảng thời gian dài gần đây là những cái lyric của những cái bài hát của Suboy thì nó hơi kén người nghe một chút xíu, và nó cũng như là nó phải cần cái người nghe phải có, thứ nhất là có cái sự tìm tòi, cái thứ hai phải ngồi phân tích từ 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 thì có thể hiểu được, thì nó hơi khó. Thì bản thân tôi cũng thấy vậy, tại vì nhiều cái Suboy rap thì tôi cũng không có hiểu hết được 100% á, nhưng mà ai quan tâm đâu chứ, ai quan tâm đâu chứ. Đối với tôi, sự xuất hiện của Suboy trên cái Color Show này và cái sức ảnh hưởng của Suboy ảnh hưởng đến cả nguyên một cái hip hop Việt Nam thì tôi không quan tâm tới nữa. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái bài Best Friend trên A Color Show. Let's go. Ok, và thật sự luôn là bằng tất cả những cái lòng gọi là tình cảm yêu quý của tôi dành cho Suboy thì đối với tôi Suboy vẫn sẽ là cái queen of rap hả của Việt Nam mình. Ok, và yeah, cái reaction của tôi đến đây thôi. Tôi rất là mong là tôi đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn. Và mọi ý kiến tôi nói trong cái những tất cả những cái reaction của tôi luôn nha chỉ mang tính cá nhân thôi. Ok, nó có thể giống với các bạn nhưng mà nó cũng thể khác với các bạn, nhưng mà ai quan tâm chứ. Ok, và cái reaction tôi đến đây thôi. Hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Và tôi sẽ có stream vào lúc mỗi ngày vào 7 giờ tối đến 9 giờ tối trên cái channel này của tôi nhé. Nếu được thì các bạn có thể check qua. Ok, hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Nhưng mà khi always stay hydrated và peace and I'm out. Bye guys. Tạm biệt.